Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Ngày hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến mọi người một cặp chóe sứ lam vẽ tay. Cái loại này là loại sản phẩm cao cấp Bát Tràng. Đây là cái loại gọi là loại vẽ vừa kỹ mà lại chất lượng lại vừa cao cấp nhất. Thì như các bạn có thể nhìn thấy, đối với cái dòng cao cấp thì các bạn quan sát cái họa tiết của sản phẩm, cảm giác nó rất là sắc nét và cái đường nét vẽ của sản phẩm rất là gọn gàng này, rõ ràng này, rành mạch, không bị đứt đoạn hay là không bị cảm giác như là rối. Đây các bạn hãy quan sát nhé, và cảm giác cái họa tiết này nó nổi hẳn lên bề ngoài của cái chất men luôn, nó rất là sắc nét đến mức như vậy. Cái video này của mình với mục đích là giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm nó cao cấp để các bạn có cái tư liệu để có thể so sánh về những cái sản phẩm hàng chất lượng cao hay tầm trung, để các bạn có thể khi mà gặp những cái sản phẩm này bên ngoài thì các bạn có thể hiểu rõ nhất về cái sản phẩm đó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh.